Thưa quý vị, trong những ngày Đà Nẵng giãn cách nghiêm ngặt, những nghĩa cử cao đẹp như tiếp thêm động lực để chúng ta có thể vượt qua được thời điểm khó khăn này. Mới đây, một sản phụ sắp chuyển dạ trong thời điểm cao điểm giãn cách xã hội đã nhận được sự giúp đỡ từ lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát COVID-19, nên đã được kịp thời đưa đến bệnh viện. Vào rạng sáng ngày 20 tháng 8 năm 2021, khi Thượng úy Trần Phương Hoài Linh, Công an xã Hòa Sơn cùng một số thành viên khác đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 ở thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thì có người dân đến xin giúp đỡ. Khi trong thôn có một thai phụ là chị Nguyễn Thị Kim Nguyệt, sinh năm 1988, chuẩn bị chuyển dạ nhưng không có người đưa đi bệnh viện. Lúc bấy giờ, Thượng úy Trần Phương Hoài Linh đã đi mượn xe ô tô và chở thai phụ đi xin kịp thời. Trong thời điểm này thì cái hoàn cảnh của chị Nguyệt cũng đặc biệt. Thứ nhất là mẹ cũng lớn tuổi và cũng không biết điều khiển phương tiện. Thứ hai là chồng chị là cũng đang trong thuộc diện cách ly y tế. Nên là chị cũng đã trở dạ và chuyển sinh rất là đau. Khi mà cháu tiếp nhận thông tin thì cũng đã suy nghĩ là cái suy nghĩ đầu tiên lóe lên là về sức khỏe tính mạng của chị Nguyệt cũng như là con của chị, hai mẹ con. Anh em cũng cố gắng xử lý nhanh gọn và tìm mọi phương án để đưa chị Nguyệt để đi đến bệnh viện sinh nở cho nhanh nhất và an toàn nhất có thể để đảm bảo được sức khỏe tính mạng của hai mẹ con. Đó là suy nghĩ duy nhất của cả chốt anh em trong cái thời điểm mà tiếp nhận thông tin. Khi mà tới nơi á là với nên nó là nói chung là chị rồi trải ấu rồi đó, là rất rất nguy cơ vô là đãi lên cấp cứu là sinh luôn. Cho nên là nếu không có lúc đó thì cũng rất là không biết cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà trước mắt là em chỉ thấy là kịp thời như vậy thì em là rất là mừng. Vậy anh em là mấy ái nhưng mà rất là vui, nó giúp được một cái chuyện gì đó cho dân của em là em rất là thấm. Được sự giúp đỡ nhiệt tình kịp thời của các chiến sĩ công an, đặc biệt là Thượng úy Trần Phương Hoài Linh, chị Nguyệt đã sinh con bình an, mẹ tròn con vuông, lại thêm một hình ảnh rất ý nghĩa nhân văn, người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.